Xin kính chào quý vị các bạn. Trên màn ảnh của quý vị các bạn, đây là bộ pin dự phòng cho modem wifi cũng như là bộ pin dự phòng cho sạc laptop. Thì lời đầu tiên thì em xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn, chị và các bạn đã tin tưởng và sử dụng bộ sản phẩm này trong thời gian qua. Thì để dễ dàng cho quý vị các bạn, chị và các bạn có thể vận hành cái pin dự phòng dành cho laptop này, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn chi tiết chúng ta cách sử dụng để chúng ta có thể là vận hành cái bộ sản phẩm này được tốt, giúp cho cái bộ sản phẩm này được bền bỉ cũng như là tăng cái tuổi thọ, tăng cái thời gian sử dụng cho chúng ta trong những ngày cúp điện, giúp chúng ta có thể là dễ dàng sạc cho laptop, máy tính bảng, điện thoại cũng như là bộ pin cho giúp cung cấp pin cho cái wifi hoạt động trong những ngày cúp điện. Bây giờ em xin mời quý quán anh chị và các bạn chúng ta theo dõi để chúng ta biết được cái cách sử dụng của bộ sản phẩm này như thế nào. Trong quá trình chúng ta mua cái bộ sản phẩm này về á, thì em có đi kèm với chúng ta là một cái adapter. Thì tùy thuộc vào cái dung lượng của cái pin lưu trữ đề phòng cúp điện dành cho laptop này, nếu mà dung lượng lớn thì em sẽ cung cấp cái adapter là 3 ampe. Còn đối với cái bộ sản phẩm nhỏ như thế này, cái pin lưu trữ nó chỉ là 15 ampe thôi, thì em sẽ gửi kèm cho quý các anh chị và các bạn cái adapter là chỉ 2 ampe. Thì trong quá trình chúng ta nhận sản phẩm này về á, thì đầu tiên chúng ta sẽ sạc cho cái pin lưu trữ này. Chúng ta chỉ cần cung cấp nguồn điện cố định cho cái adapter. Thì mới ghim vào thì chúng ta thấy là cái đèn nó màu xanh nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái chui điện ra của cái adapter này, chúng ta dắt vào cái ngõ cắm của cái pin lưu trữ dành cho laptop đấy, để chúng ta tiến hành sạc. Thì chúng ta thấy là khi sạc là đèn nó màu đỏ nè, khi nào đầy thì nó sẽ hiện màu xanh. Trong quá trình chúng ta sử dụng thì chúng ta không cần phải rút ra nha, chúng ta ghim gì chúng ta để cố định luôn, chúng ta ghim nó để cố định luôn. Rồi cái đầu ra này thì chúng ta sẽ cung cấp nguồn điện cho modem wifi chúng ta, đơn giản như thế. Vì thì modem của chúng ta đã được cung cấp điện, đây chúng ta thấy nè. Và khi nào á cúp điện thì nó sẽ lấy cái pin lưu trữ trong cái ắc quy này, nó sẽ cung cấp cho modem wifi chúng ta hoạt động, chỉ như thế thôi. Còn đối với cái nguồn điện 220 nè, chúng ta muốn sử dụng nguồn điện 220 này thì chúng ta phải dùng công tắc này, chúng ta bật công tắc này lên đấy. Khi bật công tắc là cái đèn nó sẽ sáng, thì khi đó là chúng ta hoàn toàn là có thể là sử dụng cái nguồn điện, đây là nguồn điện 220 nè, để chúng ta sạc cho laptop, để chúng ta sạc cho máy tính bảng cũng như là chúng ta sạc cho điện thoại của mình. Còn nếu chúng ta không sử dụng thì chúng ta tắt đi. Tại sao mà không sử dụng thì chúng ta tắt? Bởi vì chúng ta biết là trong này em đã thiết hợp sẵn là một cái bộ pin và một cái inverter. Thì cái inverter nó cũng nhỏ thôi, tuy nhiên là cái công suất tiêu thụ điện nó cũng từ 3 đến 4 W đó, khoảng từ 3 đến 4 W. Nếu như vậy thì chúng ta không sử dụng mà chúng ta để cho cái inverter nó tiêu thụ điện như thế, thì cái thứ nhất là nó sẽ làm nhanh hết cái bộ pin chúng ta, và thứ hai là cái tuổi thọ của cái adapter nó không đảm bảo. Chính vì vậy nếu chúng ta không có nhu cầu sử dụng nguồn điện 220 này, trong lúc mà có điện, điện lực có thì chúng ta không dùng nha, chúng ta tắt nó đi. Còn khi nào cúp điện, chúng ta cần sạc cho laptop thì chúng ta mới bật lên. Đấy, khi đèn sáng nè, bật lên. Khi bật lên như thế này thì chúng ta tiến hành sạc cho laptop. Sạc laptop đầy rồi chúng ta tắt đi, không sử dụng thì chúng ta tắt đi. Rồi trong quá trình chúng ta sử dụng, nếu mà có điện trở lại thì nó tự động nó nạp vào này, chúng ta hoàn toàn không cần phải tham gia vào bất cứ công việc gì cả. Chúng ta chỉ cần ghim một lần duy nhất, rồi như thế là chúng ta để cái bộ pin này như vậy luôn. Bởi vì trong này em đã thích hợp sẵn những cái mạch điều khiển, khi mà nạp đầy ắc quy thì cái mạch nó ngắt, cho nên pin chúng ta không có sợ chai. Còn nếu mà có điện á thì nó sẽ lấy trực tiếp cái adapter này, nó nuôi cho cái bộ pin cho cái modem wifi. Chính vì vậy là chúng ta không cần quan tâm đến vấn đề cả. Khi nào cúp điện là chúng ta sử dụng cái nguồn điện này. Đây là cái nguồn điện mà chúng ta chỉ sử dụng từ 40-50 W đổ lại thôi nha. Chúng ta không nên sử dụng quạt nha. Chúng ta không nên sử dụng quạt. Bởi vì những cái quạt lớn á, thì cái công suất nó lớn, nó tầm 70-80 W, rồi khi nó khởi động á, thì nó tốn rất là nhiều điện. Chính vì vậy là chúng ta không nên sử dụng những cái quạt lớn. Chúng ta có thể sử dụng những cái quạt nhỏ bé như thế này. 20 W
đổ lại thôi. Đối với những cái quạt này chúng ta sử dụng thì nó sẽ nhanh hết cái pin lưu trữ chúng ta, và cho nên tốt nhất là chúng ta không sử dụng quạt, chúng ta chỉ sử dụng những cái nguồn cần thiết thôi, chẳng hạn như là để chúng ta sạc cho laptop nè, sạc cho máy tính bảng, sạc cho điện thoại, cũng như là cần thiết thì chúng ta dùng một cái bóng đèn nhỏ chiếu sáng thôi, từ tầm 10-15W đổ lại, thì như thế thì cái bộ pin chúng ta mới có thể là sử dụng được lâu. Thì với cái pin lưu trữ trong này em thiết kế sẵn nó là 15A, thì đối với laptop thì chúng ta có thể sạc từ 3 đến 4 lần đối với những laptop mà cái pin hơi kém. Còn đối với những cái laptop mới chúng ta mới mua, pin nó còn cầm, nó còn duy trì từ 2 đến 3 tiếng thì laptop này nó có thể là sạc từ 2 đến 3 lần. Còn đối với cái modem wifi thì tùy thuộc vào cái dòng modem wifi. Ví dụ đây là cái dòng modem wifi nó tiêu thụ là chỉ là 1,6W thôi, thì nếu sử dụng liên tục 10 tiếng thì nó tầm 16W, như thế thì chúng ta không có lo. Còn đối với một số modem wifi đời mới bây giờ nó tầm khoảng từ 5 đến 6W đó, thì chúng ta kết hợp sử dụng với modem wifi và laptop thì sẽ phục vụ được từ 4 đến 5 tiếng đó thôi, chứ không được nhiều lắm đâu. Bây giờ khi chúng ta sử dụng laptop thì nó tầm khoảng 20W thôi, cộng với thêm cái modem wifi nữa thêm 5W nó khoảng 25W. Thì như thế thì cái bộ pin này nó chỉ cung cấp được cho chúng ta tầm khoảng từ 110 cho đến 130W mà thôi. Cho nên là nếu chúng ta sử dụng những cái nguồn tốn năng lượng quá thì nó sẽ giảm cái pin này. Chính vậy là chúng ta hết sức lưu ý vấn đề đó nha. Thì trên đây em đã hướng dẫn chi tiết chúng ta cái cách sử dụng cái bộ pin dự phòng dành cho laptop này. Xin nhắc lại với các bạn chị và các bạn, đây là bộ pin dự phòng dành cho laptop, chính vậy là chúng ta hạn chế sử dụng những cái nguồn khác, ví dụ như quạt, đèn. Chúng ta có thể là sử dụng sạc cho laptop, sạc cho điện thoại vô tư, chúng ta hạn chế sử dụng những cái nguồn tải lớn. Thì bộ này em cung cấp trên thị trường tùy theo nhu cầu của từng người, như đây là cái bộ sản phẩm em cung cấp đó là 15A nè, thì chúng ta có thể là có nhu cầu nhiều hơn thì chúng ta có thể đặt hàng, em sẽ cung cấp bộ là 30A hoặc là 45A. Thì khi thế cái nguồn điện mà tích trữ trong này được nhiều hơn thì khi đó hoàn toàn chúng ta có thể là sử dụng cho nhiều cái laptop, hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trong khoảng thời gian dài. Trên đây là toàn bộ cái phần video em hướng dẫn. Mọi người có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn ảnh nha. Thì ngoài ra thì em có cái bộ pin cho modem wifi, cúp điện nhận có wifi dùng, thì đây là bộ pin chỉ chuyên cho modem wifi thôi, chúng ta không sạc được laptop nha. Chúng ta hoàn toàn không sạc được laptop, chỉ sử dụng riêng cho modem wifi thôi. Thì tất cả những cái sản phẩm này em có cung cấp hết, mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn ảnh. Và xin thành cảm ơn quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.